Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Câu chuyện của ông Trác Quang Khanh, một bệnh nhân ung thư trực tràng giai đoạn cuối đến từ tỉnh Bình Phước, đã trở thành biểu tượng của hy vọng và nghị lực. Sau gần 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư tại đây, ông Khanh đã trở lại cuộc sống với dáng hình thon gọn và những bước đi thong thả khác hẳn với hình ảnh khó khăn khi ông phải đối mặt với bệnh tật. Trước đây, khi còn trong giai đoạn bệnh nặng, ông Trác Quang Khanh gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, thân thể đau nhức và nhất là việc vệ sinh hàng ngày trở thành một thử thách khủng khiếp. Những ngày tháng đó, ông Trác Quang Khanh luôn sống trong nỗi lo sợ về sự ra đi gần kề, cảm giác như đang đứng trước lưỡi hái của tử thần. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nhờ vào sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên và sự động viên của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, ông Trác Quang Khanh đã có những bước tiến quan trọng trong hành trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Hôm nay, khi gặp gỡ truyền thông, ông Trác Quang Khanh không giấu nỗi niềm vui sướng, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chúa, cố linh mục, nhà nghiên cứu Cha Pedro Nguyễn Văn Tường cùng các thầy thuốc, nhân viên và sự động viên của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành chăm sóc cho ông Trác Quang Khanh trong những ngày khó khăn nhất. Chúa đã ban ơn cho ông một cơ hội mới. Ông Khanh chia sẻ, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng. Ông sẽ sống thật tốt để không phụ lòng những người đã giúp đỡ ông. Câu chuyện của ông Trác Quang Khanh không chỉ là một hành trình vượt qua bệnh tật, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình người, lòng từ bi và sự sẻ chia. Tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Mỗi bệnh nhân ung thư đều nhận được sự quan tâm và yêu thương. Biến những ngày tháng hỗ trợ điều trị trở thành những kỷ niệm đẹp về tình bạn và tình người. Ông Trác Quang Khanh cùng gia đình giờ đây tràn đầy hy vọng về tương lai với những kế hoạch cho cuộc sống phía trước. Họ đã cảm ơn tất cả những ai đã góp phần giúp ông Trác Quang Khanh vượt qua những tháng ngày đen tối. Phòng khám Cha Từ yêu thương cho không giữa thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ là nơi hỗ trợ điều trị ung thư mà còn là nơi khơi dậy niềm tin và hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư khác đang phải đối diện với thử thách tương tự. Câu chuyện của ông Trác Quang Khanh chắc chắn sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều bệnh nhân khác, nhắc nhở chúng ta rằng dù trong nghịch cảnh khó khăn nhất, sức mạnh của niềm tin và tình yêu thương có thể làm nên điều kỳ diệu. Xin trân trọng. Dạ thưa chú, chú có thể cho biết họ tên gì, đến từ đâu vậy chú? Tôi tên Trác Văn Khanh, đến từ Bình Phước. Thưa chú có thể cho con biết cái triệu chứng ban đầu của chú như thế nào, rồi đi bệnh viện và người ta nói chung là khám mình bệnh gì vậy chú? Tôi là nằm đi bệnh đại trực tràng, đã đi mổ bên ông bú á, bên ông bú cơ sở 2. Cũng một năm mấy, 2 năm rồi mà điều trị ở bên ông bú là không hết được, rồi bắt đầu mới thấy lên mạng thấy Cha Trường đây, là mới về Cha Trường thì bữa nay được 3 tháng rồi mà sức khỏe bữa nay bình thường rồi. Bên ông bú thì bác sĩ nói là không có kéo thời gian được, chỉ là tạm thời để kéo sự sống thôi chứ không hết được. Thì bên đây là thấy mấy thầy này là nhờ cái pháp đồ của Cha Tường nè. Giờ ăn từ bữa đó giờ bữa nay là thấy bình thường rồi, thấy bữa nay âm tính rồi, nghe nó âm tính là cũng mừng lắm. Nhờ Cái thời điểm đó là ở trên bệnh viện tư vấn bác trị như thế nào? tư vấn thì vô thuốc, nó vô xạ trị 25 tia rồi bắt đầu nó vô quá trị thời gian, nó quá trị 4 tia rồi nó bị di căn bên phổi, rồi bắt đầu nó ngưng, bắt đầu mổ lên phổi luôn, rồi bắt đầu nó vô tiếp rồi đợt cuối cùng là 8 tia rồi bắt đầu nó không hết được, không khả quan, rồi bắt đầu nó nói là phải vô tiếp thuốc. Tôi thấy vậy không được, nếu mà vô thì bác sĩ nói là vô là chỉ kéo thời gian thôi chứ không hết được,
đó, rồi mới thấy là lên mạng thấy Gia Tường, biết Gia Tường lâu rồi mình nghĩ là bên Tây Y nó trị hết, mà kết cục bác sĩ nói là không hết được, chỉ kéo thời gian sự sống, lúc nào khỏe thì sống thôi, còn không có là chết thôi, không có gì hết. Thấy về Gia Tường đây là thấy quá khỏe rồi, ăn 3 tháng thuốc, ta ăn cháo này kia là thấy bình thường lại rồi. Thưa chú, vậy thì gần đây nè, chú được đi khám bệnh viện nào và kết quả ra sao, thầy Thanh phân tích như thế nào? Thì kết quả bên bệnh viện bên Minh Tâm, thầy Thanh đợt đầu ở bên Minh Tâm thì thấy kết quả nó hạ rồi, đợt hai cũng đi theo Minh Tâm luôn, thấy bữa nay là thấy thầy nói là hết rồi, cũng âm tính rồi, thì chờ ngày ra viện là ngày 2 tháng 11 là ngày giỗ cha, thì tập trung về ra viện luôn như vậy. Thưa chú, vậy thì từ lúc mà chú trị bệnh ở đây, nói chung vấn đề gạo nước thuốc rồi tất cả những cái thứ khác, có ai đề cập vấn đề gì không? Tôi ở đây là rất tốt đối với bệnh nhân, với mấy thầy chữa bệnh đây cũng rất tốt, tận tình mà chăm sóc cho bệnh nhân. Đối với đây là cho không có tính gì với tiền bạc, nhưng mà nói niềm nở, mấy thầy thì ở đây là rất khả quan luôn. Tôi cũng mong các nhà hảo tâm có điều kiện để giúp phòng khám này để ngày phát triển ngày càng lớn mạnh hơn. Bữa nay bệnh nhân cũng ngày càng khá rồi đó, cũng nhờ mấy thầy ở đây, cảm ơn. Thưa chú, thì trong thời gian chú trị bệnh ở đây có một cái ấn tượng hoặc những cái gì mà để lại trong lòng chú khi chú rời ở đây đây? Cũng cảm ơn mấy thầy và mấy người nhân viên phục vụ ở đây là cũng có nhiệt tình đối với người này, mà đi về thì phải cũng nhớ lắm, tại vì mình có điều kiện nữa mình giới thiệu những người bệnh khác để xuống để mấy thầy phục vụ cho, những lời cha dặn đó là cho không, không có lấy tiền bạc gì hết á, nên nó thẳng cái nhiệt tình của mấy thầy đã quá nhiệt tình rồi, không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn mấy thầy ở đây, nhờ sự bề trên cha đào tạo cho mấy thầy vậy là cũng cảm ơn nhiều đó. Vậy thì trong những cái thời gian tới nữa đó, sau khi chú về nhà thì thôi chú có tiếp tục ăn uống theo cái pháp đồ không? Nếu mình theo cái pháp tục thì mình ăn cái này nó điều trị cho mình để mình kéo thời gian sự sống thôi, chứ còn mấy cái vụ kia thì mình cũng cố gắng để duy trì sự sống thôi, chứ không có gì hết. Chứ còn ăn ba cái kia bây giờ mình đã vướng bệnh rồi, mình không phải bỏ bớt ba cái vụ kia thôi, chứ không ăn được đâu. Mình kéo thêm phải ba hoặc kéo cả năm trời nếu mà ăn theo cái vụ này dài thêm. Chú có thể bày tỏ cái niềm vui mừng sau khi mà mình được cái kết quả bệnh của mình như vậy đó, vậy thì có gia đình, có những con cháu của chú có thể bày tỏ niềm vui không? Nói đợt gì rồi đã phóng vắng rồi, mấy đứa nhỏ nó mừng lắm, bây giờ bà con trên đó nhà nhưng mà cứ mong về để có người trên đó bệnh nữa mà nó không tin, mình về nó mình báo tin lại cho người ta là thực tế là người ta mới tin được đó. Nó bệnh viện lớn vậy mà trị không hết, mà ở đây mà pháp đồ như vậy mà trị hết rồi, mà mấy đứa nhỏ nó lan tiền quá trời, nó mừng quá mừng rồi, không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn sự của theo các thầy ở đây, cũng nhờ cha Tường có cái bài thuốc để giúp cho những người bệnh ở đây vượt qua những khó khăn vậy đó, cũng xin cảm ơn thầy, cũng cảm ơn những người nhà thờ Mạnh Thường Quân có điều kiện để giúp đỡ cho phòng khám này để sau này để có phát triển hơn, nhờ cũng nhờ mấy Mạnh Thường Quân để giúp cho những bà con nghèo khổ vì bệnh tình đó, cũng mong nhờ Mạnh Thường Quân giang lòng tay, mở rộng cái lòng tay để giúp bà con bệnh nhân. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây.
cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Thank you.
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung con... Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.